Hải Phòng 15-16, sinh ra và lớn lên ở đất cảng bao nhiêu năm, tự dưng có dự án đảo Ích Thành đâm ra lại mê mẩn, rồi tìm hiểu về lịch sử nơi này mà trước đây chẳng mấy khi quan tâm và để ý lắm. Nghe nói Hải Phòng trước kia là vùng đất có cư dân Việt cổ sinh sống thuộc văn hóa Đông Sơn. Theo thư tịch cũ, toàn địa bàn xứ Đông hay còn gọi là Thăng Long Tứ Chấn bao gồm Hải Phòng, thời Homo sapiens Việt Hùng Vương, nơi đây là một trong các bộ của nhà nước Văn Lang. Trong lịch sử thành phố cảng, có duy nhất phái nữ vang danh xuất chúng lẫy lừng thiên hạ, ấy là bà Lê Chân, một nữ tướng dưới trướng thời Hai Bà Trưng. Bà Lê Chân được Hai Bà Trưng phong làm Chấn Đông Đại Tướng, thống lĩnh đạo Nam Hải, dựng cờ khởi nghĩa chống lại giặc Hán. Bà cùng các tướng sĩ dưới quyền đã lập phòng tuyến ngăn quân giặc Mã Viện kéo tới và đặt tên là Hải Tần Phòng Thủ. Và đây được xem như là nguồn gốc về tên Hải Phòng rút gọn ngày nay. Tới thời nhà Mạc, triều đại thuộc số ít các triều đại phong kiến coi trọng phát triển công thương nghiệp, đặc biệt là kinh tế sản xuất hàng hóa như đồ gốm sứ. Thay vì chỉ tập trung chủ yếu vào kinh tế tiểu nông truyền thống, thì nhà Mạc đã để lại dấu ấn tại mảnh đất này. Vào năm 1529, Mạc Thái Tổ tức Mạc Đăng Dung, vốn xuất thân từ cư dân làm nghề trải lưới, buôn bán ven biển. Ông đã nhường ngôi cho con trai cả là Mạc Đăng Doanh, rồi lui về quê hương làm Thái Thượng Hoàng ở Cổ Trai hay là Dương Kinh, xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng. Nơi đây, ông đã cho xây dựng làng Cổ Trai từ một làng trài ven biển đã trở thành kinh đô thứ hai của nhà Mạc, tồn tại đồng thời với trung tâm Thăng Long. Hiện tại, thành phố Hải Phòng với diện tích là khoảng 1.526,52 km², dân số tầm khoảng 2,1 triệu người, với mật độ là 1.379 người trên 1 km². Hải Phòng được quy hoạch và có không khí môi trường ổn hơn nhiều so với đồng lứa phố thị ở các nơi. Sau 40 năm Thành ăn nhờ ở đậu bố mẹ tại Hải Phòng, Thành tự Thành cảm nhận bản thân mình có vài khí tính ngang bướng, tinh tướng, sĩ diện rất là cao, ăn sóng nói gió, oang oang, ồn ào như biển Đồ Sơn. Nhưng sâu thẳm mênh mông trôi dạt bên trong đó là sự tốt bụng, hào khí, sẵn sàng giúp người. Trước kia Thành nhớ người ta hay truyền tay nhau hai câu thơ: Hải Phòng có bến sáu kho, có sông Tam Bạc, có lò xi măng. Và bây giờ, một số người đang xì xầm bảo nhau: Hải Phòng có lắm sêu cò, có thành cò đảo suốt ngày đăng tin.